Chúa theo Thánh Gioan, chương 13, câu 21 đến câu 33 và câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ. Tâm hồn người bị xao xuyến, nên người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ," hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây, con người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy 3 lần. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tháng qua, nhân loại chứng kiến đại dịch do virus corona gây ra. Chính quyền cũng như chuyên gia y tế cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bệnh dịch và nhiều biện pháp được đưa ra nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Vậy mà một số người vẫn thờ ơ trước những cảnh báo ấy. Trang tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy việc Đức Giêsu cảnh báo 2 môn đệ của người về những việc sắp xảy đến, cảnh tỉnh trước âm mưu đen tối của Giuđa và sự mạnh miệng của Phêrô chết vì Thầy. Cả hai đều vấp ngã bởi sự làm ngơ trước lời cảnh tỉnh của Thầy và bởi quá tự tin vào bản thân có thể đứng vững trước cám dỗ. Trong tình hình thực tế bệnh dịch như hiện nay, chúng ta bị lôi cuốn vào cơn cám dỗ phòng thủ, trang bị nhu yếu phẩm để lo cho thân xác, giữ mạng sống thể lý hơn là chuẩn bị tâm hồn, lo cho sự sống đời đời.
chúng ta chạy theo những phương cách thế tục hơn là vững tin vào Chúa qua lời cầu nguyện hay năng đến nhà thờ. Chưa bao giờ trong lịch sử giáo hội, thánh đường đóng cửa và thánh lễ không được cử hành ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy phải chăng chúng ta đang quá tự tin vào khả năng của con người? Hay chúng ta đang thờ ơ với những lời cảnh báo qua biến cố bệnh dịch này để ăn năn sám hối trở về với Chúa? Lạy Chúa, chúng con đang sống trong những ngày cuối của mùa chay thánh. Chúng con được mời gọi, hãy sám hối, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Xin cho chúng con quyết tâm trong những ngày này, sống tâm tình sốt sắng và thực hành lời mời gọi ấy, hầu có thể vượt qua cám dỗ và đón nhận ơn Chúa ban trong những ngày hồng phúc sắp tới. Amen.